Trong văn hóa người Mường, đám tang là một sự kiện quan trọng và cần phải được tổ chức trang trọng. Các món ăn trong đám tang không chỉ là sự chuẩn bị để đưa tiễn người đã khuất, mà còn là cách để những người thân cùng nhau tạo dựng đoàn kết và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho linh hồn của người đã qua đời. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về quá trình chuẩn bị và chế biến món ăn trong đám tang người Mường. Đầu tiên, quá trình chuẩn bị món ăn trong đám tang người Mường bắt đầu từ việc lựa chọn nguyên liệu. Để đảm bảo chất lượng và vị ngon của món ăn, người Mường thường lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon và được sản xuất tại địa phương. Các món ăn trong đám tang thường được làm từ thịt heo, gà, vịt hoặc cá, được chế biến thành nhiều món như lợn nướng, gà rán, canh chua cá, cá nướng. Ngoài ra, còn có các món chay được làm từ các loại rau củ, đậu phụ và nấm. Tiếp theo, sau khi lựa chọn nguyên liệu, người Mường bắt đầu quá trình chuẩn bị và chế biến các món ăn. Các món ăn trong đám tang thường được nấu trong những chiếc nồi to. Trong quá trình nấu, để tăng hương vị, các món ăn cần được nấu đúng thời gian để đảm bảo chất lượng và giữ được hương vị đặc trưng của món ăn. Văn hóa ẩm thực người Mường là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống và truyền thống của dân tộc này. Các món ăn đặc trưng của người Mường đều mang trong mình một giá trị văn hóa đặc biệt, thể hiện sự khéo léo, tinh tế và độc đáo của người dân miền núi này. Trong đám tang của người Mường, ẩm thực luôn được coi là một phần không thể thiếu. Các món ăn được chuẩn bị đều và kỹ lưỡng, từng món đều có ý nghĩa và giá trị riêng biệt. Món đầu tiên là món xôi cốt, được làm từ gạo nếp rang giòn, kết hợp với nước cốt dừa ngọt ngào. Món này thường được đặt trên tấm lá chuối, bày trên bàn tang và được coi là món đầu tiên trong các món ăn của đám tang. Món thứ hai là món cá nướng, được chế biến từ cá rô đồng đang thăng bằng trên lò đốt. Cá nướng nguyên con được trang trí bằng rau thơm, hành tím, ớt đỏ và ngò gai. Món này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng trong gia đình. Món thứ ba là món thịt heo quay, được nướng chín đều và đặt trên mâm. Thịt heo quay thường được trang trí bằng rau thơm và các loại gia vị như tiêu, cắt, tỏi, hành. Món tráng miệng cuối cùng là món chè trôi nước, được làm từ đậu xanh và bột năng. Chè trôi nước có vị ngọt thanh, được thêm vào nước cốt dừa thơm ngon. Tất cả các món ăn trong đám tang của người Mường đều mang một giá trị văn hóa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đến những người đã khuất của gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là một cách giúp gia đình và cộng đồng cùng chia sẻ những kỷ niệm và kết nối với nhau trong những dịp đặc biệt. Cuối cùng, khi các món ăn đã được chế biến xong, người Mường sẽ sắp xếp các món ăn trên bàn thờ và trên bàn ăn. Các món ăn thường được sắp xếp đều đặn và trang trí đẹp mắt. Cùng với các món ăn, người Mường còn chuẩn bị các loại rượu để đưa người đã khuất và để các thân nhân cùng nhau tham gia tang sự kết hợp.